Khổ ghê vậy đó, gả tôi xa làm chi để giờ cực khổ vậy đó. Sao tự nhiên tại má? Má đâu có gả mày đi, tao nhớ má đâu có gả mày đi. Mày tự cuốn gói đi mà. Ủa vậy hả? Chứ cha vậy tao tự đi theo trai đó hả? Không phải hỏi nữa bà nội. Quên, quên, điểm đi nhiều lần đó em quên. Con cảm em nhớ biết đi bao nhiêu lần đó. Phải vậy tao nói, ông bà mà nói đúng lắm. Khôn 3 năm dạy 1 giờ là mày. Vậy, cái đó là ngày xưa thôi. Chứ bây giờ là phải biết dạy sớm, không có chờ 3 năm. Và làm liền.